Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hành Nguyễn Hải Dương, chuyên ghép và test các bộ hát karaoke gia đình, phòng hát sự kiện, đồng thời là một kênh chuyên áp băng số, cũng như là một kênh chuyên cung cấp các thiết bị lẻ âm thanh không đẩy công suất, loa, mic, lọc, equalizer, máy lén, vân vân. Hôm nay buổi chiều rất đẹp trời, Hành Nguyễn vui mừng được setup một chiếc băng số dòng họ nhà cao cấp có tên là Siso OS510. Thì đây là dòng vang được giới audio đánh giá rất cao cấp, cũng như tất cả các bác đã dùng, và nó cho ra thứ âm hết sức là trong sáng, chi tiết, uy lực. Và nó có hệ thống giải tần equalizer cho từng phần, như phần echo, phần dì vật, phần music, phần mic, phần tổng, đều có những giải tần riêng biệt và có những cần chỉnh tinh chỉnh cho từng giải tần một. Thì đó là những đột biến của nhà sản xuất cũng như là âm thanh chi tiết ngày nay. Thì chiếc băng số Siso OS510 này có mặt gương rất đẹp, thể hiện sự cao quý và bí ẩn. Chiếc băng số Siso nói chung nó làm tốt được hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ một đó là xử lý được tiếng nhạc chi tiết, uy lực, trong sáng. Nhiệm vụ hai đó là xử lý lời ca ý nhạc hết sức là bay bướm, hút mic, dì vợt của nó rất mượt, echo, mềm mại, tiếng mic cao sang, sáng và ngọt ngào, và có khả năng chống rít cực tốt. Đó là những cái gì mà chiếc băng số làm được, cũng như tiếng rít đó là một vấn đề tai nạn trong ngành karaoke nói chung và tất cả anh em chơi audio nói riêng. Thì chiếc băng số này anh Nguyễn sẽ setup cho bác Phạm Văn Khiêm, có địa chỉ là số nhà 3 Tân Hợp, xã Tân Thành, huyện Dương Kinh, Hải Phòng. Đây bác chơi loa B3 2 bát 25, 2 trung và 2 chép, trầm điện 40, khung đẩy và mic UX825A. Anh Nguyễn đã lấy một đôi loa BK sắp cho bác, và trước khi bác nhận được hàng, bác sẽ để đeo cái mic UX825A vị trí khoảng 2 giờ. Vôn lượng cho từng bên tay mic bác để em 2 giờ, bởi 8 và 9 nó giống nhau. 2 giờ chiều. Khung đẩy bác để cho em tầm khoảng 1 giờ chiều. Sau đó bác alo mic, nếu nghe thì bác để, không nghe thì bác tiếp tục tăng mic này lên. Tăng mic lên, tăng đẩy lên. Hoặc là tăng vôn mic lên. Khi nào nghe thì bác thôi. Đừng cho nhỏ quá hát nó sẽ không hay. Khi các bác hát thì bác phải mất một chút công lực ở trong bụng đưa ra thì mới thể hiện được chi tiết của dòng ca. Nếu nhẹ quá hát tiếng nó sẽ bị bộp vỡ, nó không hay. Thì em sẽ setup cho bác cái vang này với 4 chế độ. Chế độ mà một này là hát echo dì vật anh em nhé. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dì quy các 2 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 dì quy các 2. Đó là echo và dì vật được sát bởi đô la BK dương 2.25 và 4 chiếc giấy. Chế độ thứ hai, bác sẽ ấn cho em ấn M2. Thì chế độ này là chế độ chỉ có dì vật, không echo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Rất hay. Các bác nghe tiếng xì của đuôi số 6 rất phiêu, rất tăng tử và rất hút mít. 6, 1, không vỡ tiếng. 1, 4, chuẩn tre, tròn vành, rõ tiếng, có hồn, bay, phiêu. Đó là những gì mà đòi hỏi người làm bằng số phải đạt được, không rút rít. 1, 2, 3, đó là tiếng gì mà tiếng rộn là rất hay, rào rào, kéo sơ ca. Vị trí thứ ba là vị trí echo, hát như kiểu âm ly cổ, âm ly. Vị trí mà echo này nó giống như hát âm ly 506, âm ly 203, khô khốc, không có gì cả. Nhưng em vẫn để một tí gì vào cho sang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ZB, các 2. Đó là chế độ ECO. Còn chế độ thứ tư là cổng quang. Tức là các bác cắm cổng quang vào và được hát có cả ECO gì vào luôn. Ấn chế độ tư là mất. Thế còn sau khi bác ấn thì nó sẽ chuyển từng cái độ, còn bác vặn như này thì tăng giảm ECO đều được, tăng giảm daily được, tăng giảm to nhỏ mic đều được và to nhỏ nhạc đều được. Tức là cái nút này nó, nếu bác vặn thì nó giữ vai trò là nút tổng, còn ấn là chế độ. Em đã căn cho bác tiếng nhạc rất là tròn chỉnh, nó không thừa tiếng trống. Nghe đẩy và đẩy em tầm 1 giờ chính nhá. Một ca khúc. Thế là mời các bác nghe một ca khúc được ghép một bộ karaoke rất đơn giản, một chiếc máy xua UG92 là mã ông lớn trong ngành hát, một chiếc vang số Shiso OS510 dòng họ quý tộc mặt gương, một cung đẩy có tên là LA12F đẩy bãi 16 đèn đánh rất tốt đôi H30 và hành nguyên ghép với đôi loa BK Nhật Bản màu cà phê hết sức sang trọng, sẽ gửi tới tất cả các bác anh chị đam mê âm thanh yêu bài hát một ca khúc do ca sĩ Thành Trung Nguyễn thể hiện. Một ca khúc Data ca sĩ Trung Nguyễn gửi các bác anh chị được truyền tải bằng đôi loa BK với một giọng ca vàng. Công suất 450W, độ chuẩn AMO. Công bố lên là PS880 là mát. Mẹ quê nước nào
lời ai ru gió yêu yêu mùa. Lời ai ru gió yêu yêu mùa. Xin cảm ơn ca sĩ Trung Nguyên nhá. Hết, xin được rồi, cái khúc đà tạ.